Hello, chào cả nhà. Mình là Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho anh em là một cặp loa đến từ thương hiệu nội địa của Mỹ là Ultralinear. Và dòng này sẽ có tên model là 150. Đây là dòng sản phẩm mà anh em vừa có thể nghe nhạc, vừa hát karaoke cực kỳ là tốt. Dòng này anh em mà chơi những bản nhạc vàng, nhạc bolero, nhạc 1975 rồi nó là hết sảy nha. Mà đây mà anh em cùng xem qua về hình thức cũng như về thiết kế của dòng sản phẩm này, là hàng mà Nhật vừa về anh em ạ. Về hình thức mà mới nhập can nha anh em, cái này nó sẽ có thiết kế là thùng gỗ nha anh em, rất là chắc chắn nha. Mà đây con này sẽ trang bị ta hệ thống là hai loa, một loa bass 30 và một loa treble nha anh em. Đây loa bass con này hình thức còn rất là mới, hàng thì mình bán bao zin cho anh em chơi yên tâm. Đây bass 30 màn giấy thì cao su nha anh em, mũi này bởi hồng nguyên zin nha anh em. Còn phía trên là loa chép anh em. Đây loa chép là loa chép giấy. Đây tương tự là loa bên cạnh anh em. Còn đây là e-căng nhau sản phẩm này anh em. Đây mình để ngay bên đây. E-căng nhau sản phẩm này anh em sẽ thấy là nó sẽ có một cái khung bằng gỗ, nó là cực kỳ chắc chắn nha. Mà dòng này thì mình đánh giá là chất lượng gia công nó phải, nó cực kỳ tốt cho anh em. Đây cái căn này cầm hưởng mình thấy là nặng chịch anh em à, vì gia công mà nó rất là tốt. Đây dạ, căn của con này là bằng vải lưới anh em, rất là mới đẹp anh em à. Cái dưới anh em sẽ thấy là một cái logo in thương hiệu là của Ultralinear nha anh em. Đây mình đắp căn vào cho anh em mình xem. Đây nó có một cái fit dán ở đây nha anh em, anh em có thể mà dễ dàng tháo lắp căng của nó. Tương tự là cái căng cái bên cạnh nha anh em, mình quay chi tiết ngoại hình của em này khi mà tháo lắp căng cho anh em cùng xem. Nói chung trưng bày dòng sản phẩm này phải nói là rất là đẹp đấy mà. Còn về tem của dòng sản phẩm này, đây Ultralinear tem model là 150. Đề thông số về kích thước của dòng sản phẩm này nha anh em. Đề thông số về kích thước của loa nha anh em, một loa bass 30 và một loa treble nha anh em. Con này thì trở kháng tiêu chuẩn là 8 ohm, công suất của nó là 40W và trọng lượng này phải nói là cũng rất là khủng anh em, 40 pound vào khoảng 18 kg nha anh em. Dòng này được sản xuất tại Los Angeles của Mỹ nha anh em, của thương hiệu là của Sola Audio. Bên dưới là các cặp loa ở trong sản phẩm này nha anh em. Đây âm cực dương model 150. Đây hàng bề hệ thì vẫn còn nguyên tem nguyên nhãn nha anh em. Còn về nội thất ở bên trong của cặp loa này nó còn rất là mới đẹp cho anh em. Con này sẽ trang biển ta hai củ loa, nó là rất là lớn cho anh em. Hàng thì Nhật bán thì bao zin cho anh em cho yên tâm, và giá Nhật để lại cho anh em nó cũng rất là tốt anh em à, chỉ với 6.500.000 đồng. Rồi nếu anh em muốn mua thì anh em có liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại của Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Và bây giờ mình sẽ vào nghe bài test chất âm, mời anh em. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc ngồi bên thôi, đường hoa vẫn
trần tay trắng tay. Trời đông ngại gió đùa vai gầy, lầu kín trăng bề không gối chiếu, đã cao ngăn niềm yêu thì thôi mơ chi nhiều. Bên nhau sao tình xa vạn lý, cách biết mấy sơn khê. Ngày đi mắt em xanh biển sâu, rừng rừng sầu, lặng nghe tiếng pháo, tiếng ai qua cầu. Đường phố muôn màu sao thiếu em, về đâu làm tóc xòa bên thềm. Tiếng lá rơi thềm, và chất âm của cặp loa Ultralinear 150 này thì có thể đánh mà nó là khỏe khủng khiếp, nhưng mà tiếng bass thì nó tái hiện lại và nó nghe rất là sâu, đập nghe phải nói là cực kỳ phơi anh em. Nên nào mà đam mê những bản nhạc nhanh thì con này vẫn tái hiện lại vô cùng là chính xác. Chép thì nghe bén nhuyễn reng keng rất là thích tai. Con này thì công suất nó là 40W thì nó cũng rất là dễ dàng để cho anh em phải mà phối ghép âm lưu anh em mà. Tiếng nó ra rất là đã. Anh em mà muốn hát karaoke anh em chơi một cái sơ vào hát phải là bét ở nhà anh em. Rồi tập loa mà bass 30 nên em hát karaoke nó là thoải mái. Nhưng mà đây cũng là một trong những dòng sản phẩm mà nó là hoàn hảo trong phân khúc giá rẻ anh em, chỉ với 6,5 triệu thôi mà anh em được loa bass 30 nghe nhạc hát karaoke nó là quá đã. Và thiết kế của này nó là rất là đẹp bắt mắt, thùng gỗ và gia công nó mà đánh giá rất là tốt. Rồi anh em thấy sao về tổng quan dòng sản phẩm này là để lại ở bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn anh em dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu thấy video hữu ích thì em đến kênh ủng hộ Audio nha. Xin chào và hẹn anh em trong những video lần tới. Bye.